Vâng, thưa các bạn, bây giờ là 21 giờ ngày 20 tháng 2 năm 2023, tối thứ hai ở bên California, Việt Nam. Bây giờ các bạn là 12 giờ trưa ngày 21 tháng 2 năm 2023. Chúng tôi mới bắt đầu vào tháng 2 nhuần, trong khi các bạn ở Việt Nam thì đã là mùng 2 tháng 2. Thì mùng 2 tháng 2 này sẽ là tháng 2 đủ. Còn như vậy là chúng ta đã đi được hết 2 tháng. Mấy ngày hôm qua có ai có bạn nào mà hẹn hò các bạn là đi hẹn gặp ngày 30 tháng 2 thì không bao giờ có nhé. Ngày tháng 2 là không bao giờ có ngày 30 hết. Ngày hôm qua là ngày 29 rồi. Vâng, chào Đào Ngọc Tiên. Thì có bạn nhắn tin nói là nghe về thằng Hoàng Duy Hùng thích hơn, còn nghe chuyện cộng đồng chán lắm. Thì tôi xin phép trả lời như này. Làm nghề làm báo đó, thì làm dâu trăm họ, mình phải làm tất cả bản tin này, bản tin khác. Chào For Evan Nguyễn. Thí dụ như các bạn đi vào trong cái Diva, trong gala đó, thì gala đó hát về nhạc đỏ sẽ không có nhạc vàng. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn nghe nhạc vàng thì các bạn đi vào những cái phòng trà của như là Đàm Vĩnh Hưng, của mọi người. Thế còn các bạn mà muốn xem cải lương thì không thể nào mà chương trình văn nghệ mà nhạc cải cách mà lại có cải lương được. Đấy. Mà nếu mà đi vào cõi lương mà bảo nghe hát bội thì cũng không được nữa đó. Thành ra các bạn thích cái nào thì các bạn đi theo cái đó. Còn về làm báo đó thì cũng vậy. Thì chúng tôi có rất nhiều độc giả, không thể mình phải nói về một cái đề tài. Và chúng tôi đã nói đề tài về Hoàng Duy Hùng suốt cả một năm nay rồi. Đúng là thì 3 năm nay đó, tôi là người đầu tiên đánh Hoàng Duy Hùng. Thì bây giờ nó chết rồi thì để cho nó chết đi. Nó từ từ nó chết. Bởi vì cháu giờ nó bắt đầu nó nhừ rồi. Vâng, chào anh Việt. Đúng rồi, chú Anh Tuấn. Vâng, có tin gì thì nghe tin đó. Bởi vì tin gì nó cũng có lợi cho các bạn, đúng không? Dạ. Thí dụ như bây giờ đây này. Có một anh tên là Tony Phạm USA. Anh ta mới gửi cho tôi một cái bản tin cực sốc, bí mật. Uyên Phạm, Nguyễn Tiến Dũng. Chuyện gì bất ngờ về thâm cung bí sử Nguyễn Tuyên Dũng qua lời kể của Uyên Phạm. Tôi vừa nhận được tức thời sau khi anh xin kết bạn với tôi. Thì cách đây khoảng chừng 10 phút tôi chưa có thời giờ nghe, thành ra tôi không có thể phát được tối nay. Tôi phải nghe xong rồi tôi mới phát được. Dù là nói xấu hay nói tốt cho Nguyễn Tiến Dũng thì tôi cũng vẫn phải nghe. Nhưng mà đây thì rõ ràng là nó thâm cung bí sử, có nghĩa là có một cái ý gọi là nó là tiêu cực à. Nhưng mà thông báo cho các bạn biết, thể nào ngày mai chúng ta cũng có thể nghe được cái bản tin này. Đào mồ cu bom lên đập cho nó chết thêm lần nữa. Thật sự rằng đó, bây giờ là cu bom á, bây giờ mình có nói lên thì cũng không biết nói cái gì. Rồi bây giờ nó ngồi bên đó, nó làm những cái bản tin đó, có cần thiết không? Những bản tin của nó chỉ 14 phút, 8 phút. Rồi không ai xem, cũng chẳng ai xem. Tổng thống Biden bất ngờ lấy xe lửa. Tại sao lại ông Biden là lấy xe lửa? Đến kíp. Trong khi ông đã thông báo cho Nga trước rồi nhé, ông thông báo cho Nga trước mấy tiếng đồng hồ là này Putin này, tao trên đường tới Kiev này. Đó. Thì đương nhiên từ Ba Lan mà đi qua bên Kiev thì chỉ đi bằng xe lửa là vừa nhanh vừa an toàn.
nó nói rằng nó bị đi du lịch ở bên Campuchia đó, thì bây giờ nó bị rất là ho và khan tiếng, không nói được thì không nói được thì thôi, chứ cái mắc mới thì mày phải lên làm livestream cái tin của Biden làm gì. Tất cả nơi trên thế giới đều có loan cái tin đó. Thì nhân tiện nói về cái vụ mà ông Tổng thống Mỹ đi thăm Cộng hòa Kíp Ukraine. Thật sự rằng á, thì ông Biden đi chỉ là để mà gọi là xác nhận những cái gì mà Liên hiệp Âu Châu và khối NATO mới họp buổi tuần vừa rồi. Và họ đã ra một thông cáo rất là mạnh mẽ. Ngoài những thông cáo đó thì chúng ta thấy rằng á, có những vũ khí và những đơn vị quân đội của Anh cũng như của Mỹ đã hiện diện tại trên Ukraine. Tức là họ gửi người qua bên đó để mà gọi huấn luyện cho lính của Ukraine sử dụng, thí dụ như xe tăng Abrams M1A1 của Mỹ bắt buộc phải có lính Mỹ qua bên đó để huấn luyện. Thế rồi xe tăng Leopard 2 của Đức cũng vậy. Rồi xe tăng của Nga, của Anh cũng vậy. Tất cả là họ phải qua để họ huấn luyện cho Ukraine. Thì khi mà những người lính đó mà đã hiện diện ở trên đất Ukraine á, tôi nói là một cách nghe là gọi là giả sử một trong những người lính nào mà chết thì coi như là chiến tranh sẽ bùng nổ. Thế nhưng mà việc cái ông Biden đi ngày hôm nay thì chưa ai biết rõ ràng chuyện gì. Chắc chắn ngày mai mới biết được, nhưng mà tôi có thể dự đoán rằng ông Biden thứ nhất xác nhận là sẽ ủng hộ khối NATO. Thứ hai, việc một tổng thống Mỹ đã can đảm đi vào trong một đất nước đang có chiến tranh, đó là một hành động phải nói rằng rất can đảm của Tổng thống Hoa Kỳ. Tôi không ưa ông Joe Biden, nhưng mà qua cái hành động này tôi cũng rất trân trọng cái việc làm của ông đó. Coi như ông chiếc xe lửa đi ấy, thí dụ như là bên Nga đâu đâu có cấm họ bắn tên lửa, chúng vào thì sao? Thế nhưng mà rất là khó. Chắc chắn những cái chiến xe lửa đó đó đã có những máy bay không người lái, có những vệ tinh đã theo dõi chặn hết, không có cái gì tên lửa mà đi vào đụng vào cái xe lửa mà Tổng thống Joe Biden đang ở trên đó. Thì tình hình chiến sự thì các bạn biết rằng á, quân đội Ukraine đã thành công ở chỗ là xóa sổ cái lằn ranh biên giới giữa Belarus và Nga, coi như là quân đội Nga không thể qua Belarus được, và họ cũng chặn được sự tiến công của Belarus đi vào trong Ukraine. Ngoài ra thì các lực lượng như của lính đánh thuê Wagner đã bị tan rã ở bên Bakhmut. Bakhmut là đây là trận đánh đẫm máu nhất từ một năm nay, từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái cho tới ngày hôm nay. Thì đây là trận đánh đẫm máu nhất, cả hai bên đều thiệt hại rất là nặng. Thì cái sự thiệt hại đó thì mạnh bên nào bên ấy nói, thành ra cũng chưa có kiểm chứng.
Tuy nhiên thì có những phóng viên đài BBC hoặc những phóng viên CBS, trong phóng viên của thế giới AP này kia họ có mặt. Thì những người đó họ chỉ có mặt ở một cái một trận đánh nào thôi. Thì họ chỉ biết tường trình về cái trận đánh đó. Thì cái có thể trận đánh đó thắng nhưng mà ở trận chỗ khác ấy, thì lại thua, thành ra chúng ta không có biết được rõ ràng như thế nào, thành ra chúng tôi cũng không có dám khẳng định. Chào bà Phạm Ngọc, chào Võ Quang Hào. Thì trở lại vụ thằng Hùng Bom á, thì nó mới đi Campuchia, thì nó đi Campuchia cách đây có mấy ngày, là ngày 18, 18 nó đi mà bữa nay 20 nó đã về. Không có ai mà đi du lịch mà đi nhanh như vậy hết. Người ta đi du lịch nó không có công ăn việc làm, cái vấn đề những bản tin của nó có hay không có nó không thành vấn đề. Đúng là ngày 17 thì nó đã bắt đầu đi nhỉ. Thì ở đây tại sao nó đi 17 mà bữa nay nó đã có mặt, 21 nó đã trở về lại bên thành phố Hồ Chí Minh. Và như tôi dự đoán rằng nó và Trần Văn Nam Sơn đã đi gặp những cái nhóm chống đối ở hải ngoại, gặp nhau ở Siem Reap. Nó thông thường tụi nó vẫn gặp nhau ở Siem Reap. Mà khi tôi đoán ra được như vậy thì chắc chắn là an ninh Việt Nam chắc chắn cũng phải biết. Chào Va Đỗ Hà, chào Phạm Thông. Hình như bữa trước Phạm Thông hay ai nói về cái bản tin, bản tin ông Hồ Hữu Hòa đã qua tới Canada, Toronto. Thì tôi vẫn chưa tìm ra được cái nguồn. Và ở trong nước thì thêm một nhân vật nữa đã bị cắt chén, đó là ông Gerardo Nguyễn Nam Việt. Cái thằng Hữu Hòa này đã làm gây gây sóng tới mấy ông rồi. Và bữa nay thì ông cha ông giám mục nghỉ hưu Nguyễn Thái Hợp cũng đã lên tiếng. Thì tôi không nghe nhưng mà tôi cũng đoán được ông Hợp sẽ nói cái gì thôi. Đúng vậy, và Đỗ Hà, bọn chúng đi qua bên đó để họp hành. Thì ngoài ra thì chúng tôi hoàn toàn không có một cái những cái tin tức gì mới lạ hơn để mà tường trình với các bạn. Bởi vì thằng Hoàng Duy Hùng làm gì nó cũng chỉ có hơn một tháng nữa là nó phải rời khỏi Việt Nam rồi. Nếu nó không bị giữ lại lại đùa nữa, cu bom dẫn thằng cu nào qua Campuchia phong linh mục đó, thằng cu bom giờ nó tức lắm á, tại vì nó học tới mà thầy Sáu rồi, học được cái thần học rồi vậy mà bị tống cổ ra khỏi nhà thờ, trong khi Hồ Hữu Hòa thì chẳng đi học ở đâu hết, tự nhiên cái đùng cái nhảy lên làm linh mục, sướng thấy mẹ luôn. Thằng Hoàng Duy Hùng mới làm gì linh mục giờ này nó cũng giàu lắm. Tôi ở bên Mỹ thì mấy ông cha già đó, mấy ông cha già đó thì Chu Văn Tuấn, ông Hợp chỉ nói một câu là hốt hữu hào qua Philippines rồi, đó là ông nói láo xong rồi cúp máy. Vâng, về tình hình ngoài ra thì cộng đồng Việt Nam mình thì cũng có nhiều cái chuyện
Bây giờ họ không còn chuyện gì để nói, họ nhắc lại những cái chuyện cũ. Và Ngô Kỳ thì bị cộng đồng mạng đánh rất mạnh, tôi không biết tại sao. Có một cái bản tin bây giờ tự nhiên đó là thấy viết lên là ai xứng đáng được phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại. Chào bạn Thiên Pleiku. Thì tôi thấy câu này rất buồn cười. Tại sao phải phủ quốc kỳ? Và thứ hai, luật của Việt Nam Cộng Hòa đó, những người mặc quân phục chỉ được phủ quốc kỳ khi nào chết tại mặt trận hoặc trên đường đi công tác. Còn ngoài ra những anh mà anh lính ở văn phòng, anh nhảy lên xe gắn máy, anh đi tới sở làm, anh bị đụng xe anh chết, không bao giờ được phủ quốc kỳ hết. Anh bị bệnh anh chết, không bao giờ được phủ quốc kỳ hết. Vâng, chào Nguyễn Trang. Và bây giờ ở đây đấy thì ai xứng đáng được phủ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại? Câu trả lời rất dễ dàng. Các bạn cứ đè người ta ra, các bạn để lá quốc kỳ lên thôi, chứ chẳng ai xứng đáng hết. Bởi vì có ai chết vì trận đâu. Ở đây đâu đánh giặc với ai đâu. Có đánh Việt Cộng thì đánh bằng miệng, đánh mồm, đánh giặc mồm, hoan hô đả đảo xong rồi nằm xuống chết, chết thôi. Thì làm sao mà được phủ quốc kỳ? Thì cũng lại mang ra trả lời. Chào bạn Mai Nguyễn. Thì trước khi mà chúng ta đi vào những cái phần chi tiết ngày hôm nay đó, ông nhạc sĩ Tuấn Khanh, ông này tôi không ưa ông ấy, nhưng mà ông viết cái bài Chuyện Linh Mục được phong thụ phong vinh, từng là người của Vũ Nhôm, thì bài viết là cũng tại vì ông này là chống nhà nước, thành ra ông được cơ hội này ông khai thác, thành ra ông viết mạnh mẽ lắm. Thì trong cái tinh thần làm truyền thông hai chiều thì mình cứ đăng ra, nhất là lại có cái mục đích là ông ấy đưa ra nhiều cái chuyện. À, vâng, Trần Hữu Phước thì vụ tướng ca bữa nay thì nổ lớn lắm, thì chứ không phải nhỏ đâu, nổ là rất lớn. Mà mới không biết tướng ca vừa bị bắt xong thì lại một sòng bài ở Bắc Giang, mới bị bắt ngày hôm qua, thì không biết có liên quan gì tới ông tướng Nguyễn Đỗ Hữu Ca hay không, hay là chính ông ca khai khai thác thành thật khai báo để được giảm án thôi. Và những người mà bị mất tiền thì họ đã, vụ ông ca này á, thật sự rằng á, có lẽ là nhờ ông Đinh Văn Nơi, ông thiếu tướng Đinh Văn Nơi đó, ông nhận được cái tin mà hai vợ chồng bị bắt và đã nộp cho ông Đỗ Hữu Ca này á, 5 triệu đồng. Nhưng mà rồi ông kia nhận tiền nhưng không làm. Mà bữa nay lòi ra đó, cái nhà của ông ca ở với một cái số tiền, một cái chức vụ như vậy, ông không thể nào ông có một cái nhà to lớn như vậy. Chào người dùng. Chào Vũ Hạnh. Thì phải tham nhũng rồi mới làm được những cái chuyện đó. Mà Việt Nam kỳ cục, cứ lòi ra ông nào bị tham nhũng thì mới lòi ra tài sản, còn bình thường thì chẳng ai biết tài sản của các ông ở đâu hết, nhà cửa của ông ở đâu. Thật sự rằng á, cũng có đấy chứ, nhưng mà báo chí trong nước không dám nói, tại vì chưa được bật, không bật được đèn xanh thì sao không dám nói được. Vâng, về cái động đất ở bên Thổ Nhĩ Kỳ thì ngày hôm qua mới xảy ra một
tại biên giới Thổ và Syria trận động đất 6.4, nhưng nằm về phía bên Thổ nhiều hơn là bên Syria. Và các bạn thấy là cái cuộc động đất vừa qua đó 7.8 chưa xong và có nhiều cái nhà chưa đổ, thì với 6.4 này cũng vẫn là lớn, sẽ làm cho một số nhà cửa lại sụp đổ nữa, rất là tội nghiệp. Mà chúng tôi nghĩ rằng cái cuộc tìm những người mà sống chắc không còn nữa, mà chỉ còn là người chết mà. Có một phép lạ là kiếm được gia đình, hai gia đình, à hai vợ chồng và đứa con gái, à đứa con trai. Tất cả đều sống sót, nhưng mà lúc đưa ra ngoài thì đứa con trai chết vì vết thương lâu quá không được chữa. Nghe thấy cũng rất tội nghiệp. Vừa trốn thuế vừa bảo kê không giàu mới lạ. Vâng thưa các bạn, song song với việc mà ông Joe Biden đi qua thủ đô Kiev để gặp ông Zelensky, đây là một hình thức như tôi đã nói xác nhận với lại Tổng thống Zelensky là sẽ được yểm trợ tối đa. Và đây có thể là một trận đánh cuối cùng. Một vị tướng của Mỹ ngày hôm qua đã dự đoán rằng mùa hè năm nay sẽ chấm dứt. Putin coi như sẽ đầu hàng. Thế nhưng mà Putin đầu hàng hay không thì chưa biết. Bởi vì ngày hôm qua bên Nga cũng đã có một cuộc đảo chánh hụt rồi. Đã có đảo chánh hụt rồi. Thì Putin bây giờ rất lo sợ phản ứng của ở trong nước. Và một chuyện cuối cùng, chuyện thời sự cuối cùng trước khi tôi đi vào trong những vấn đề, điệp viên không không thấy khi chưa bị bắt ai dám nói. Đương nhiên một bà Việt Nam ở Westminster, lại thành phố của tôi đây, đúng là gan này gan tóc tía, coi trời bằng vung. Phụ nữ Việt ở Westminster chuyển tiền bất hợp pháp bị bắt với vụ rửa tiền 1,8 triệu đô la, 1,8 triệu đô la, gần coi như gần gần 2 triệu. Mà bà này á, tôi nói là gan tóc tía là sao, bà đã bị FBI điều tra và thẩm vấn rồi năm 2019, vậy mà bà không ngưng, bà vẫn tiếp tục làm tới năm 2021 thì bà bị bắt và mới xử tuần vừa rồi, mới bị bắt tuần vừa rồi chưa xử nữa. Thì bà chơi một cái tài khoản gọi là tài khoản Coinbase ở Việt Nam đó, gọi cũng gọi cái cũng cũng hay chơi và cái đề là tiền mà gọi là tiền tiền nhà băng đó, tiền đồng 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 tiền bạc cách. Coinbase là một trong 11 tài khoản được sử dụng để chuyển tiền theo Bộ Tư pháp. Tức là cái vụ mà Coinbase lúc đầu đó tôi cũng vậy, bị rất nhiều email đề nghị mua con Coinbase, mà tôi bảo tôi cũng rất thích lắm, nhưng mà thích đầu tư lắm nhưng không có tiền lấy đâu đầu tư. Bài viết được đăng trên tờ báo The Orange County Register, tờ báo Los Angeles Times, tờ báo San Francisco Chronicle và hầu hết tất cả các báo Mỹ, trên toàn nước Mỹ luôn. Thì tôi lấy tờ báo địa phương đây là Orange County Register đã viết như sau: một phụ nữ ở Westminster đã bị buộc tội làm trung gian chuyển tiền cho bọn tội phạm sau khi bị cáo buộc rửa hơn 1,8 triệu đô la tiền bị đánh cắp vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Bà Serena
Serena Liễu, 55 tuổi, bị buộc vào tội trong một bản cáo trạng gồm 6 tội danh của Đại Bồi Thẩm Đoàn Liên bang hôm thứ Ba, tức là thứ Ba tuần trước ạ. Trong đó có 3 tội danh là rửa tiền, theo bản tin của Bộ Tư pháp. Vào năm 2019, Liễu đã bị các đặc vụ FBI phỏng vấn và nhận được một lá thư cảnh báo trung gian chuyển tiền, thông báo rằng bà đang chuyển tiền lừa đảo qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Mặc dù đã ký vào bức thư, Liễu vẫn tiếp tục các hoạt động tài chính của mình. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Liễu đã mở 11 tài khoản ngân hàng tại 7 tổ chức tài chính khác nhau kể từ năm 2017. Tài khoản mà bà bị cáo buộc đã sử dụng để chuyển tiền bất hợp pháp thay mặt cho người khác từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Liễu được cho là đã chuyển hơn 560.000 đô la vào nhiều tài khoản khác nhau, bao gồm có cả Coinbase, một nền tảng tiền điện tử. Liễu đã bị bắt hôm thứ Tư và đã không nhận tội. Thì đó là bản tin. Về chi tiết thì chúng tôi chưa có nhiều lắm. Nhưng mà qua những cái vụ này thì chúng ta thấy ở bên Mỹ, cái nhóm mà chuyển tiền về Việt Nam là nhóm Việt Tân, là nhóm Trịnh Hội, là nhóm Boat People của Nguyễn Đình Thắng và các nhóm chống cộng, cũng như như là cả những tên đã gây quỹ N10, là thằng Trương Quốc Huy, Nguyễn Tiến Dũng và Nam Quan Nguyễn, không biết có dính vào trong vụ này không. Trương Quốc Huy, Nguyễn Tiến Dũng và Nam Quan Nguyễn, ba người đã gây quỹ. Thì Trương Quốc Huy gây quỹ tiền thương phê bình thì đã bị cô Nguyễn Ngọc Trang thưa với lại sở thuế và sở thuế đã trả lời. Còn Nguyễn Tiến Dũng và Nam Quan thì chưa thấy nói gì. Nhưng mà bà Phạm Uyên, cái video mà tôi mới giới thiệu, thì Phạm Uyên nói rằng tố cáo Nguyễn Tiến Dũng. Hôm qua Phạm Uyên cũng có lên live stream vào lúc 10 giờ tối giờ Cali. Mà khi tôi chấm dứt lúc 11 giờ và đi ngủ lúc 11 rưỡi thì bà Phạm Uyên hãy còn live stream, không biết mấy giờ mới xong. Thì đó là những cái tin rất là nóng ở Cali mà bà này bị bắt. Tôi tin chắc rằng nó không ngừng ở đây mà nó sẽ nổ ra một số. Tại sao lại phải chuyển tiền lậu? Đó là câu hỏi. Và tại sao mà thằng Hoàng Duy Hùng nó có tiền để mà nó trả cho các con nhang của nó? Có liên quan gì tới những cái vụ này không? Hy vọng rằng là có. Bạn Trần Hữu Phước cho biết, trả lời cho điệp viên không không thấy, ngày xưa có tờ báo nói về biệt phủ của tướng Ca đã bị phạt 50 triệu và bắt gỡ bài. Nay thì ông Ca đẹp mặt, trận đánh đẹp, đẹp rồi. Người
Dân dân nhìn vào thì ai cũng biết, nhưng biết để mà biết thế thôi, không dám nói đúng không? Một một cái tin buồn nữa, thanh niên đi nghĩa vụ ở Yên Bái đã bị đánh chết, giới chức nói là tự sát. Thế nhưng mà rồi lại, tức là tự tử đó, nhưng mà gia đình thì nói là trong người có rất nhiều vết bầm phát. Cái này giống như là gọi là cách đây năm đó, vụ anh Đô cũng bị đánh chết. Thì ở bên Việt Nam có nhiều cái chuyện nói ra thì bảo là mình phản động, mình ngụy, vẫn là ngụy, mà không nói đó thì bảo là mình ngu không biết gì, khẩu thế. Nhưng mà nói đi thì nói lại, cái tình trạng Việt Nam bây giờ rất là hỗn tạp, rất là hỗn tạp. Bị bắt còng tay mà còn đòi hôn công an nữa, quý vị thấy không? Rồi rất nhiều chuyện xảy ra, học sinh lớp 7 đã mang thai rồi phải đi, tự đi đẻ. Bây giờ thì tôi qua. Vâng, chào anh Trần Minh. Một cái chủ đề. Mà cái xấu cũng nên nói. Vâng, cảm ơn người dùng. Không nói gọi gọi là phản tính. Cái kia là phản động. Nói ra bảo phản động, mà nếu không nói thì bảo phản tính. Thì các bạn có hỏi tôi về cái vấn đề liên quan tới một sự kiện mới xảy ra trong tuần qua. Không biết. Vâng, thưa các gặp cảnh sát Mỹ thì ăn kẹo đồng à, cái vụ hôn à. Thì thưa, trong tuần qua có một cái tổ chức mà theo tôi biết là do nhóm Tam Nhân Bang mới, tức là Nguyễn Mạnh Chí, Charlie Nguyễn Mạnh Chí, Nam Quan Nguyễn đã lập ra.
Thì tổ chức này gọi là cựu tù nhân chính trị. Thứ nhất, cái cựu tù nhân chính trị đó thì nói cho ngay, bây giờ 48 năm rồi còn tù mới lại cái gì nữa. Anh qua đây anh được Việt Cộng cho anh đi, anh phải cảm ơn nhà nước Việt Nam chứ, tại sao anh. Thứ hai, cái tổ chức này đã chết cũng khoảng chừng cả mười mấy năm này, tự nhiên cho nó sống lại. Mà cái người mà được cho nó sống lại đây lại là một cái thằng lưu manh mất dạy trong cộng đồng này, đó là Nguyễn Hữu Thắng. Nguyễn Hữu Thắng được lệnh của, theo tôi á, Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Nhưng mà nói về hình thức đầu tiên, tại sao cái nhà thờ đó, theo tôi biết, đây là nhà thờ Westminster, theo tôi biết những nhà thờ đó người ta thường thường dùng để làm cái gì? Thứ nhất là cử hành các thánh lễ, thứ hai cử hành những tang lễ, thứ ba cử hành những đám cưới, tức là lễ cưới. Cái thứ tư có thể rồi nha, lễ thượng thọ. Còn ngoài ra tôi không thấy làm sinh nhật cái gì vậy. Vậy mà bây giờ đó, một cái tổ chức chính trị, hội cựu tù nhân chính trị, thì lại được tổ chức tại trong nhà thờ. Tôi không hiểu tại sao. Thứ nhất, cái vị cha xứ ở trong nhà thờ này cho làm cái buổi lễ ra mắt của cái hội này đã là sai. Thì cái ban tổ chức này á, nó cũng kẹt bến, không có cái chỗ nào để tổ chức nữa, sao mà phải đi chui vào trong nhà thờ làm cái chuyện này. Không không bảy nói ở Việt Nam mà có cái gì là các bác chống gậy cực đoan cứ đổ thừa cho cộng sản, nên các bác không bao giờ làm được gì vì không dám nhận trách nhiệm. À, lúc nãy có một cái tên nữa là tôi quên nói, bà Terry Rain, bà đã viết thơ và khiếu nại thành phố về cái vụ nói 5 phút và 3 phút. Thì bà yêu cầu xác nhận là được 5 phút hay là 3 phút, chứ không phải là ông thị trưởng Tạ Đức Chí, ông hứng lên cái thì ông cắt xuống còn 3 phút. Thì được thư ký thành phố xác nhận là 5 phút. Thì để coi thứ tư này, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí có dám làm nữa hay không. Ông thỉnh thoảng tôi hay nói lộn để nhớ lại ông thị trưởng cũ là ông Tạ Đức Chí, ông bây giờ ông là dân biểu. Thành nếu mà tôi có nói lộn là thị trưởng Tạ Đức Chí thì các bạn cũng thông cảm, hiểu ngầm dùm tôi đang nói ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Vâng, thì điểm qua cái cuốn phim tôi đã xem từ đầu đến cuối. Đầu tiên á, đây là ông cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, hình như là khóa 29-30, tức là khóa chưa kịp ra trường thì đã tan hàng. Trần Hữu Phước nói ra thì bò nó gọi bò đỏ đó, nó gọi là ngụy, còn không nói ra thì bò vàng nó lại bảo là cộng sản.
đứng giữa hai làn đạn căng quá thì thôi mình cứ sự thật mà mình đi, đúng không? Đấy. Thì ông này là một người ở trong hội võ bị, đi với lại ông Su A Cầu và ông Nguyễn Văn Ức. Nhưng mà từ ngày mà cái ông Ức với ông Cầu đó chống lại Tạ Đức Chí thì ông này không còn nữa. Nhưng ngày ở đây ông lại không dám xưng tên ông Nguyễn Hàm mà ông lấy tên là ông Thái Hòa. Thái Hòa đây là biệt hiệu. Và loài ra nữa là ông là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Thì không biết ông là đảng gì, nhưng mà vợ ông có một chủ là chủ một cái tiệm vàng ở trên lầu Phước Lộc Thọ. Sau lưng ông này là ông Dâu Đỗ Huynh này. Đấy. Đây lễ ra mắt tân ban chấp hành hội cựu tù nhân chính trị. Mà rất là vui các bạn. Từ đầu đến cuối, tôi không thấy là cái ban chấp hành gồm có những ai. Chỉ thấy có một mình ông Thắng này. Thì trong cái buổi sinh hoạt này có ông Tạ Đức Chí, người dùng kệ nói cho đúng lương tâm sợ quái gì, mẹ nó cứ nói sợ gì, đúng không? Đấy. Thủ tướng đã nói rồi mình phải nghe thôi. Đây là Nam Quan Nguyễn. Đây là Amy Phan Web. Và đây là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Và đây là bà Kimberly Hồ. Kimberly Hồ có mặt ở đây rất là cô đơn. Và luôn luôn nhìn về phía bên tay trái để lên sân khấu, không bao giờ quay qua phía bên phải và nói chuyện với bốn người này. Không phải là Kim Billy Hồ ủng hộ cho cái hội ban chấp hành hội cựu tù nhân chính trị, bởi vì biết ai cũng biết rõ tổng 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 đây là một cái hội là cánh tay ngoại vi, cánh tay bạch tuộc. Quý vị biết con bạch tuộc này nhỉ, giống như là con mực ấy, nó có rất nhiều vòi. Thì cái hội này đó là một trong những cái vòi. Thì cũng tội nghiệp bà Kimberly Hồ, bà đứng ở một cái vị trí khó chịu. Bà này bà Trần Nguyễn Thị Kim Ngân, tên có vẻ giống như là bà chủ tịch quốc hội nhà mình nhỉ. Bà này là già nhân ngãi non vợ chồng với ông Đoàn Thế Cường. Thì ông Đoàn Thế Cường là chủ tịch của Hội đồng Quốc tổ của Việt Nam. Không phải là Hội Đền Hùng mà Hội đồng Quốc tổ. Ông Cường là khóa 15 trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Không biết tại sao bà này dính vào trong này. Như vậy thì cái này cũng có liên quan tới Việt Tân hay không? Đây là ông Dô Đỗ Vinh. Bà vợ của ông Vinh đi vào trong này, tức là luật sư Đina Nguyễn, không dám đứng chung với chồng vào phía bên này nữa. Bà tách riêng qua bên kia để tránh cái ống kính. Tại vì bà biết ống kính tập trung vào những nhân vật quan trọng. Thì ông Vinh là một nghị viên của thành phố Garden Grove. Nhưng ông lại không thấy mặc đồ lớn, không thắt cà vạt. Mà cái thằng homeless Nam Quan Nguyễn này thì là bây giờ là đi đâu cũng mặc đồ vest thắt cà vạt. Thay
thay da đổi máu. Đây là ông đại tá Lê Bá Khiếu. Theo tôi biết ông này cũng khoảng 80 hoặc 90, 90 tuổi. Ông nguyên là tỉnh trưởng tỉnh Quảng Ngãi. Mà bên Việt Nam Cộng Hòa đó, bất cứ ai làm tỉnh trưởng là đều có bắt buộc phải chấm mút. Không chấm mút không thể nào làm quận trưởng được. Thí dụ điển hình như bố tôi khi được hỏi có đi làm quận trưởng quận Thủ Thừa Long An hay không thì bố tôi rất giỏi về hành chính nhưng lại không biết về đánh nhau, chẳng biết đánh nhau. Ông là sĩ quan hành chính tài chính. Thì ông bảo nếu mà quân đội cử ông thì ông đi. Thì bảo anh chạy cho 10 triệu. 10 triệu năm 1971 là lúc nó số tiền rất là lớn. Thì ông từ chối, tiền đâu mà chạy. Thì điều đó chứng tỏ rằng tất cả các ông tỉnh trưởng là bắt buộc phải đớp hít. Không đớp hít thì làm sao mà có tiền để nộp cho các quan lớn. Cho bà Kim Anh, à cho bà Mai Anh xin lỗi, cứ Kim Anh và ông Thiệu, và Trần Thiện Khiêm. Đây là thằng sinh viên Nguyễn Hữu Thắng, lát tôi nói về thằng Thắng này sau. Thì đây là sinh viên sĩ quan Nguyễn Hàm. Người chưa được cầm súng thì đã tan hàng, bu càm. Không biết anh, tôi bữa nay tôi mới biết anh ta là dân võ bị. À quên, dân Việt Nam Công Nhân Đảng lên xưng tên là Thái Hòa nhưng mà tôi biết tên thiệt của anh là Nguyễn Hàm. Anh ta nói rằng anh ta đại diện cho Trần Trọng Đạt là hội trưởng. Thì tôi không biết ông Đạt này làm hội trưởng của Hội Việt Nam Công Dân Đảng là chủ tịch ấy bao nhiêu năm rồi. Trần Trọng Đạt bao nhiêu năm không biết. Chửi cộng sản, mấy người này chửi cộng sản là tham quyền cố vị, nhưng mà cộng sản họ cũng chỉ có 2 nhiệm kỳ thôi và tối đa là 10 năm, đó là các cấp lãnh đạo, còn các cấp mà hàng thứ trưởng trở xuống thì chỉ có 6 năm thôi, tức là 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 3 năm. Thì như vậy thì ai tham quyền cố vị? Thì cái máu Việt Nam Cộng Hòa cho tới ngày hôm nay nó vẫn còn đúng không? Ở đây là ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí lại mang một cái bằng trưởng lục tới đây. Tôi hỏi ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, cái hội người ta bữa nay mới ra mắt tân ban chấp hành, ông biết ta người ta là ai, công việc người ta đã làm chưa, hoạt động chưa mà ông đã mang cái bằng tới ông trao. Đây là thằng Lượng, tên mà nhà đòn đi chôn cất người suốt ngày, nó ngồi nó khấn cho người ta chết để nó có khách, khách để đem đi chôn, mỗi lần chôn thì lại được tiền. Nhà báo làm thêm một kênh văn hóa đổ thừa, mấy con nhỏ mặc đồ hở cũng đổ thừa là cộng sản.
Ở bên này nó cũng mặc đồ hở đấy. Lợi dụng cái chức vụ thị trưởng trong này cứ mang cái bằng, cấp cái bằng vô tội vạ. Lát nữa quý vị sẽ nhìn thấy cái bài viết của tôi. Và đây đang đứng nhắn nhủ với thằng Nguyễn Hữu Thắng. Tên này đấy biến mất ở cộng đồng rất là lâu. Đây là mụ Trần Thị Đào đây. Ông này là ông Nguyễn Kim Bình, Phó Chủ tịch của Hội Cộng đồng Người Việt Nam California, một cái hội cạnh tranh với lại Hội Cộng đồng Người Việt quốc gia của ông Bùi Phát. Thì ông Nguyễn Kim Bình này là một cái tay cũng lăng ba vi bộ, bởi vì cái hội cộng đồng này á, hồi nó bầu một cái thằng thằng Võ Khôi là con nít, thì tôi là người đưa cái hồ sơ Võ Khôi ra, đã bị bắt về tội sách nhiễu tình dục dụ dỗ con nít ở thành phố Garden Grove, và đã bị đăng tên lên danh sách của những kẻ xâm phạm tình dục con nít. Thì khi tôi đưa cái bài đó lên, bài viết, thì Võ Khôi đi, Kim Bình lên tạm thời điều hành, sau đó thay bằng một người khác. Đây là bà Kim Ngân thì tôi đã nói rồi. Ông Phạm Hoàn, đây là một người mà Hội Thủ Đức. Thì ông này là chống cái đám Tạ Đức Chí mới là Nam Quan này nhiều lắm. Nhưng mà ông đi vào đây, theo tôi nghĩ có thể đây là một cái hình thức gọi là nằm vùng quan sát để coi bên này làm gì. Đây là quý vị nhìn thấy bà nghị viên Amy Van West đi tới một cái, thứ nhất đứng trong nhà thờ, thứ hai trong một cái hội, không mặc được một bộ áo vest, tại vì Mỹ đó những chức vụ mà đại diện cho các chính quyền thì họ thường hay mặc đồ vest, kể cả đàn bà luôn, hay là mặc đồ đầm hoặc cái đi mặc áo cộc hở tay, mặc quần bó, nghĩa là valentine valentiết thì nó biểu diễn ra hết. Bên Mỹ nó gọi valentine là trái tim đấy các bạn, thì cái trái tim nó nằm ở đây này, ta gọi là đây đang to nhỏ với Nguyễn Nam Quan. Bà Kimberly Hồ thì vẫn nhìn về một phía, bốn mắt nhìn nhau chảo máu họng. Đây là ông gì tôi quên mất tên à. Ông này là hậu duệ bác sĩ, hình như là Trần Quan còn đang con của ông Trần Quan An. Mà ông Trần Quan An thì ở phía bên kia mà tại sao lại chui qua bên này, tôi không hiểu.
Ông này đó thì là bác sĩ Phạm Hữu Bằng ở bên Thủy Cô Lục Chiến, nhưng mà thấy được giới thiệu là hội Thủy Cô Lục Chiến thì tôi không hiểu tại sao, tại vì hội Thủy Cô Lục Chiến bây giờ lại là một người khác. Đây là ông hội trưởng hội cảnh sát là Nguyễn Doãn Hưng chứ không phải ông Trần Trần Quang Khải. Đây là vợ chồng ông Trần Quang An. Quan nhé, chứ không không có chữ dê. Ông này ông không có dê. Thành quan, quan là làm quan đó. Đây là con trai của ông đó, bác sĩ Trần Quang Khải, Trần Quan cũng quan luôn. Thích làm quan không à? Đây là ông Trần Trọng Đạt. Thì lúc nãy ông Thái Hòa tức là ông Nguyễn Hàm lên nói rằng vì ông Trần Trọng Đạt không có mặt nên ông được thay thế. Chào ông xe xích lô. À, bằng diễn viên Ngô Thanh Vân lấy lại lâu rồi. Nhưng mà chỉ là họp lấy lại thôi chứ còn đâu có ai đi về Việt Nam đòi đâu. Thành ra lấy lại trên danh nghĩa chứ không phải lấy lại là lấy lại đi về lấy lại đòi lại. Mà thí dụ cô Ngô Anh Vân cô bảo rằng á tôi vứt xuống cống vậy, cái gì xuống dưới đi xuống dưới cống mà lấy các ông chống cộng hay gọi liệm cống. Thì xuống dưới cống mà lấy ông Trần Trọng Đạt này là hiện tại chủ tịch của Hội Việt Nam Quốc dân à của ông này đuổi Hoàng Duy Hùng ra đấy. Hồi đó Hoàng Duy Hùng mau me vào tính làm chủ tịch của Việt Nam Quốc dân Đảng bị Trần Trọng Đạt đuổi ra. Đại Việt anh không nhảy vào trong này anh làm Việt Nam Quốc dân Đảng, nhưng mà ông Trần Trọng Đạt này cũng không xứng đáng được làm Việt Nam Quốc dân Đảng là bởi vì sao? Ông này bị tù, tù 4 năm về tội đánh nhau. À, tại sao đánh nhau? Thì bà vợ của ông ấy, cô này gọi là cô Kim Cúc, chân dài. Đẹp hay không thì tùy người để đối diện. Nhưng mà cô này đó thì có bà vợ này đó. Ông này ông lo chống cộng nhiều quá bỏ bê vợ, thành ra bà này bà phải đi tìm lòng heo xào dưa bà ăn. Bà tìm đúng ông Nghi Thụy. Ông Nghi Thụy là phóng viên của đài truyền hình 18. Thì Nghi Thụy bây giờ đang ở tiểu bang Utah. Thì Nguyễn Thụy có nói một câu rằng tôi, Nguyễn Thụy là dân lực lượng đặc biệt nha, y chang Phan Nhật Nam, tôi không có ngán ai hết chỉ ngán ông Nguyễn Phương Hùng. Phan Nhật Nam cũng nói câu như vậy, không phải là tôi tài giỏi gì họ họ ngán, mà họ ngán là cái miệng thôi, không giữ được miệng. Thì ông này mới đánh nhau với ông Nghi Thụy ở quán cà phê Cosan Dore ngay gần bên cái đền Hùng, à đền Trần Hưng Đạo chỗ Phước Lộc Thọ, ngay góc đường Moren và đường Busa. Thì
bị Nghi Thụy đánh và cảnh sát tới làm biên bản và bị bắt. Thì vợ không bênh nữa, thì lý do bị bắt là tại vì anh ra anh đánh Nghi Thụy, anh không đánh ông đánh vợ, thì Nghi Thụy phải bảo vệ người yêu cũ của mình. Thì Nghi Thụy đứng dậy quánh Trần Trọng Đạt: mày đánh vợ mày nhưng mà tao bảo vệ người yêu của tao. À, quý vị nghe nhiều chuyện vui không? Cộng đồng có nhiều chuyện vui lắm mà ai cũng biết hết, có những điểm riêng mà ai cũng biết, nhạc của Lê Tín Hương đấy. Thế nhưng mà đó chẳng ai dám nói. Và bà vợ đi thưa, tại vì tắt tay người ta rồi, ra tòa anh này bị 4 năm tù về tội đánh vợ ở ngoài công cộng. Và Nguyễn Thị lại được vinh danh là một người người hùng đứng dậy để bênh vực đấy, trước mặt bá quan văn võ rất nhiều người. Mà bây giờ làm hội chủ tịch của đảng, chủ tịch đảng nha, Việt Nam Quốc Dân Đảng, thật là sung sướng. Thì đây là ông Nguyễn Kim Bình. Cái hội của ông Nguyễn Kim Bình là cộng đồng người Việt này đó, nó có từ hồi bà Minh Nguyệt, đúng ra đó thì nó chính danh lắm, nó có từ hồi ông thiếu tướng Trần Văn Nhật của Liên minh Việt Nam Dân Chủ. Cảm ơn chào Hoàng Duy Hoan của Liên minh Việt Nam Dân Chủ. Thì ông Trần Văn Nhật thì chết. Hồi đó tôi có coi tử vi cho ông Trần Văn Nhật năm 1993. Tôi nói rằng số của thiếu tướng ấy, năm 1995 sẽ mất hết. Số của thiếu tướng là số vượng phu ích tử. Và nếu mà đó, tức là bà Trần Văn Nhật, bà Kim Lan ấy, bà rất là đẹp. Thì đẹp đây là so sánh với lại các vợ của các ông tướng khác thôi, chứ thật sự rằng là bà cũng là thẩm mỹ toàn diện và 35 nghề thẩm thẩm mỹ luôn. Thì bây giờ ông bà chết hết rồi, thì ông Nhật không tin. Tôi bảo những cái gì mà thiếu tướng gây dựng sẽ mất hết, bởi vì cái giai đoạn này 10 năm sắp sửa tới là 10 năm đại hạn, mà đại hạn đi vào phá quân là coi như là tan tành. Mà mệnh vượng phu ích tử mà trong gia đình thì là có bất hòa thì không được hưởng được cái vượng phu ích tử của bà vợ nữa, bởi vì bà cái số của bà đó là có sao Nhật Nguyệt song chiếu là nhà bà đẹp. Mà bà đã có những cái chuyện thì tôi không biết rằng cái chuyện nó đúng hay sai thì không biết, nhưng mà ông Trần Văn Nhật đã ghen trong một cái bữa nhảy đầm, bà chỉ nhảy với lại một người mà người đó lại quen rất thân với lại
Nói là thân thì tôi không nghĩ là thân, mà chẳng qua là họ có dính dấp với nhau. Đó là ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi, chủ nhiệm của tờ báo Việt Nam Tự Do. Chính ông Duy Sinh Nguyễn Đức Phúc Khôi nói chuyện với tôi: anh với chị Nhật đâu có gì đâu, mà ông Nhật ông ghen mấy em với anh. À, có nhiều chuyện vui không? Và đúng như là tôi đã đoán, năm 1995 ông Nhật mất chức chủ tịch cộng đồng, mất luôn cả chức chủ tịch của Liên minh Việt Nam Tự Do. Và từ đó ông xuống dốc luôn, không còn gì nữa hết. Ông Nhật là một người bỏ hàng ngũ, ông là tư lệnh sư đoàn 2. Khi sư đoàn 2 ngày 30 tháng 4 đó rút từ Đà Nẵng đi tàu vào tới Phan Rang, thì ông là tiền đồn, đóng làm tiền đồn cho ông Trung tướng Vĩnh Nghi và ông Thiếu tướng Phạm Ngọc Sang. Nhưng mà ông Nghi và ông Sang cứ đinh đinh, nếu mà đó quân Cộng sản có tấn công vào tới Phan Rang, Bộ Tư lệnh tiền phương, thì phải qua bên ông Trần Văn Nhật. Ai ngờ ông Nhật đã nhảy lên một chiếc trực thăng riêng và bay ra ngoài để thoát hạm đội. Đó là những cái ngày 30 tháng 4, rất nhiều chuyện các bạn không nghe tới biết, không biết tới nữa. Thâm cung bí sử ngày 30 tháng 4. Trước khi đi, cái người lính cầm máy với lại cho, hồi xưa đâu có điện thoại đâu, đâu có cell phone. Thành ra nó ngồi nó nghe hết, nó kể lại. Thiếu tướng gọi cho bà phu nhân ở nhà: xong xuôi hết chưa? Đi càng sớm càng tốt. Thì bà Nhật bảo: xong rồi, em đã ở trên đệ thất hạm đội. Thế là ông Nhật bay trực thăng đi luôn. Thì ông, tôi đã gặp chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang là tư lệnh sư đoàn 6 không quân. Tôi có nói chuyện thì chuẩn tướng Sang có nói như thế này: tôi kể cho anh Hùng nghe, bởi vì anh là tờ báo KBC hải ngoại duy nhất, nhưng mà anh nghe để anh biết chứ anh nghe đừng có viết. Thì ông Nhật hãy còn sống ở đây. Thì chính ông Sang kể chuyện: chúng tôi đinh ninh rằng khi quân Bắc Việt đi vào mà phi trường Phan Rang để bắt sống chúng tôi đó, thì phải đụng độ với lại ông Nhật trước. Mà tin tưởng ông là một người sĩ quan thủy quân lục chiến, gốc thủy quân lục chiến ra, và đang tư lệnh sư đoàn 2, là một sư đoàn cũng nổi tiếng, mà sao lại bị tan rã nhanh như vậy. Thì hóa ra sau này tôi mới biết ông Nhật đã bỏ chốt, thành ra quân Bắc Việt đi vào trong Phan Rang không ai biết. Đó là lời của chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang. Ông Sang bây giờ cũng chết rồi. Thì đó là những câu chuyện mà kể sơ sơ, các bạn hỏi tôi nghĩ sao về cái hội cựu quân nhân chính trị thì bây giờ nghĩ sao bây giờ, bởi vì cái hội này nó đã chết từ lâu rồi. Thằng Nguyễn Hữu Thắng là một thằng đã
Tần ăn cắp quân kỳ kiểm thủ đô hội sinh viên sĩ quan thủ Đức do ông Nguyễn Ngọc Thu làm hội trưởng, bây giờ là ông Vũ Đình Chung làm hội trưởng hội sinh viên sĩ quan thủ Đức. Thì thằng Thắng này ăn cắp cờ Vĩnh, cờ Việt, cờ Mỹ, cờ hội, thành ra mới có tên là hội trưởng hội ăn cắp cờ vàng. Cờ vàng cũng bị ăn cắp này. Tôi có hỏi mấy ông đi biểu tình nha, hỏi tại sao là mỗi lần đi biểu tình lại phải mua cờ, cờ này nó cứ để như vậy nó đâu có sao đâu, 1 năm 2 năm 10 năm 20 năm nó cũng đâu phai màu, nó đâu bị thối rữa gì đâu, bởi vì đâu phải là thực phẩm tươi. Thế mà sao mỗi lần biểu tình lại phải đi xin tiền để mua cờ? Thì nói rằng à, cờ bị Việt Cộng nó ra biểu tình cho nó ăn cắp. Mà đi đi biểu tình để cờ đó mà Việt Cộng nó ăn cắp được thì đòi làm sao mà diệt được Việt Cộng được, là sao đi về Việt Nam mà diệt thằng Việt Cộng đấy. Để ngay trước mắt mình mà nó ăn cắp, ăn cắp. Đó là những cái lời mà tôi nói là rất là buồn cười. Thì thằng này nó ăn cắp nguyên toàn bộ tài sản của hội cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức. Do Nguyễn Ngọc Thu khóa 21 sinh viên sĩ quan quốc gia hành chánh, trường quốc gia hành chánh, xong ông đi khóa 12 Thủ Đức. Ông Thu bây giờ thì xe lăn rồi, ông Hải còn sống. Thì thằng này bị anh em đòi, còn đòi đánh nữa, và đòi đưa ra tòa. Nó khóc lóc năn nỉ, nó bảo nó bị bệnh gan. Tới thời kỳ thứ ba này sắp chết này, anh em tha cho nó. Thế là ông Thu mủi lòng, Vũ Đình Chung mủi lòng thôi không thưa nữa, bấm bụng đi lấy làm mấy cái cờ khác. Còn nó lấy, nó về nó rủ được hai ba người đi theo nó, nhưng mà sau này cũng không hoạt động gì hết và nó chết luôn. Từ đó tới nay mười mấy năm, bất ngờ giờ nó lại sống lại, chắc cầu Chúa cho nó sống lại. Và nó sống lại thì tuần vừa rồi nó tổ chức tân ban chấp hành hội cựu tù nhân chính trị. Tôi chưa thấy một cái tổ chức nào ra mắt ban chấp hành mà không thấy giới thiệu ai là chủ tịch, ai là phó chủ tịch, ai là thủ quỹ, ai là thư ký, hoàn toàn không có. Mà không có cái ban mà quân quốc quân kỳ làm lễ chào quốc kỳ này kia, không có. Nếu đã là hội cựu tù nhân chính trị và trong hội trường, thưa các bạn, có khoảng chừng đây ngàn này người này, đây là hàng đầu, đây là hàng cuối, không tới 50 người, không tới 50 người. Trần Hữu Phước thì nó có đâu bị đau đâu, nó làm bộ nó nói như vậy. Và ông Trần Kim Bình này, ông Nguyễn Kim Bình này rất là nhục. Theo nguyên tắc, chủ tịch cộng đồng Nam California phải là người cao cấp nhất, thì nó nhét xuống cho độc cuối cùng. Có phải nó khinh mình tới cái mức nào? Mà nó đã khinh mình như vậy thì mình lên độc để làm gì? Dạ thưa, tại vì mình hám danh, thích được tiền mặt,
cũng giống như ông Nguyễn Hàm đấy. Lên đọc xong rồi đại diện cho Trần Trọng Đạt, thì lát hôm Trần Trọng Đạt cũng tới nữa. Vâng, thì trả lời cho một vài độc giả đã hỏi tôi, ông Hùng nghĩ sao về cái chuyện cái hội cựu tù nhân chính trị, vậy nên em mới cà khịa. Những thâm cung bí sử thưa các bạn chỉ có trong kênh KBC HN. Bà Terry Rain đã gửi lên trên thành phố, bà không chờ cho ngày thứ tư này, bà đã gửi lên trên thành phố, gửi cho giám đốc của thành phố, gửi cho luật sư của thành phố, gửi cho những người điều hành trong thành phố, thư ký của thành phố và các nghị viên. Bà nói là ngày mùng 8 tháng 2 vừa rồi năm 2023, ông thị trưởng Charlie Chí Nguyễn đã làm một cái quyết định để mà gọi là kéo dài quyền họp quá midnight, là quá ban đêm, vì có một cái đề tài đang tranh luận. Cái đề tài đang tranh luận này về có liên quan tới các nghị viên. Mà ông luật sư của thành phố đã không cản ông thị trưởng, và phải cho ông thị trưởng biết rằng nếu mà cái quyết định này đó là bắt buộc phải được nằm ở trong chương trình nghị sự vào lúc khoảng chừng gần 10 giờ tối, thì theo ý của bà đó, đây là ông đã Charlie Nguyễn Mạnh Chí đã vi phạm luật Brown Act. Mà luật Brown Act này đó có thể dẫn tới một cái chuyện là bắt buộc phải từ chức nữa, là bởi vì anh không thể tự ý mà anh nhảy vào trong đó. Ngày hôm qua bà cũng đưa ra một cái motion nữa về cái vụ là bà, ông đổi giờ phát biểu của người ta từ 5 giờ 5 phút xuống còn 3 phút. Và ngày thứ tư này tôi sẽ đọc lá thư này. Ngày 22 tháng 2 năm 2023, sáng mai là ngày thứ ba tôi sẽ gửi cái thư này đi. Lý do ngày hôm nay ở bên Mỹ là ngày lễ tổng thống, tháng 2 này là đầu tháng 2 đó, là lễ của tổng thống Washington, tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, và cuối tháng 2 là lễ của tổng thống Abraham Lincoln. Thành ra họ gom cả hai ông lại thành một vào ngày hôm hôm nay ngày 20 để cho được nghỉ có một ngày thôi, chứ không thôi phải nghỉ hai ông nữa. Tại sao các ông tổng thống khác thì không được nghỉ mà hai ông tổng thống này được nghỉ? Tại vì ông George Washington
là tổng thống gọi là cha già của nước Mỹ, tổng thống đầu tiên. Còn ông Abraham Lincoln là người tổng thống về nhân quyền, ông đã bị bắn chết vì tranh đấu cho quyền lợi của người thiểu số da đen, và ông bị một người Mỹ cuồng tín bắn ông chết trong một giờ hát. Thành ra ngày mai thứ ba thành phố mới làm việc, thì ngày mai tôi sẽ gửi cái lá thư này và thứ tư này tôi sẽ đọc. Tôi luôn luôn báo cho địch thủ của tôi biết, tôi sẽ ra hội đồng thành phố và tôi sẽ nói cái gì. Thì chủ đề và đề mục 5.5 trong chương trình nghị sự và phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn gây quỹ bất hợp pháp và bán hàng online không giấy phép. Kính thưa quý vị, tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Hùng, ngụ tại đơn vị 4 thành phố Westminster, California 92683. Và hôm nay tôi viết thư này để yêu cầu hai nghị viên Charlie Chí Nguyễn và Nguyễn Nam Quan hãy vì lòng tự trọng nên từ chức trong thời gian sớm nhất. Và bữa nay tôi lên tiếng để hoàn toàn phản đối cái đề nghị 5.5 tổ chức Tết Parade, tức là diễn hành Tết bởi thành phố. Vì ngân quỹ điều hành này là tiền thuế của chúng tôi, một số tiền quá lớn để chi cho một sự kiện khoảng 5 giờ. Thêm vào, cuộc diễn hành vừa qua rõ ràng không tiêu biểu cho một nền văn hóa Việt Nam, ngoài múa lân và đốt pháo. Chưa kể thành phố vi phạm tiêu chuẩn chính trị của liên bang khi để cho những chiếc xe hoa mang những khẩu hiệu chống phá Việt Nam, một quốc gia đã có邦交bình thường với Hoa Kỳ. Diễn hành Tết là một cuộc vui mang không khí hưởng Tết Nguyên đán. Nhưng đầu năm nay thành phố lại tổ chức một cuộc biểu dương lực lượng chính trị. Quý vị đã vi phạm luật an ninh của liên bang và không tránh khỏi va chạm ngoại giao giữa hai nước đang có những bang giao và trao đổi thương mại tốt đẹp. Chưa kể Việt Nam là một đồng minh rất thân thiết với Hoa Kỳ tại Biển Đông. Và Đông Nam Á. Thành phố đã tốn kém 150.000 đô la để cho hai nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam, tức là Alliance of Vietnamese People của chính phủ Nguyễn Hữu Chánh, AK là Tony Chánh, với cái trang mạng, tôi có địa chỉ của trang mạng Liên minh Dân tộc Việt Nam.com và Việt Nam Canh tân Cách mạng Đảng là Việt Nam Reform Revolution Party của Hoàng Tứ Duy, với trang mạng Việt Tân trình diễn thực lực và được bảo trợ bởi thành phố Westminster. Xem hình 1, 2, 3, 4, 5. Thì đây là hình thứ nhất. Cái hình thứ nhất là khi mà chúng tôi xin được vào thường trú nhân của Hoa Kỳ thì đã phải trả lời những câu hỏi ở dưới này. Nếu mà Z là các bạn sẽ không được trở thành thường trú nhân của nước Hoa Kỳ. Câu hỏi thứ nhất, bạn có bao giờ là thành viên của bất cứ một tổ chức nào thuộc về chủ nghĩa độc tài hay không? Hay là nhóm độc tài nào không? Câu hỏi thứ hai, bạn đã từng là thành viên của một tổ chức khủng bố nào hay không? Câu hỏi thứ ba, bạn có phải là thành viên của tổ chức khủng bố? Câu hỏi thứ hai thì là có liên hệ thôi. Còn câu hỏi thứ ba là thành viên của tổ chức khủng bố. Câu hỏi thứ tư, bạn đã bao giờ ủng hộ hoặc một cách trực tiếp hay là gián tiếp những tổ chức lật đổ những chính phủ khác bằng vũ lực
hay không? Câu hỏi thứ năm, bạn có muốn gây chiến với lại chính phủ Hoa Kỳ hay không? Câu hỏi thứ sáu, bạn có bao giờ xúi giục người ta đã nổi dậy để chống lại chính phủ Hoa Kỳ hay không? Và câu hỏi thứ bảy, bạn có bao giờ xúi giục những người khác nên chiến tranh, nên tạo chiến tranh với một quốc gia khác hay không? Nếu các bạn trả lời câu hỏi này, 7 câu hỏi này, một câu hỏi nào mà gọi yes là các bạn rớt ngay đài ngay. Đây là chiếc xe hoa được diễn hành hồi hôm Tết 22 tháng Giêng 2023 của nhóm Nguyễn Hữu Chánh này, Liên minh Dân tộc Việt Nam, bầu cử tự do cho Việt Nam. Việt Nam phải có tự do bầu cử, phải có tự do dân chủ. Cái này nó mang tính chính trị hay là nó mang tính văn hóa của diễn hành? Lại một chiếc xe khác, Việt Nam phải có bầu cử tự do, free election for Việt Nam. Hình thứ tư, đây là hình của Việt Nam, Việt Nam canh tân cách mạng đảng, bảo vệ chủ quyền Việt Nam trước nguy cơ Trung Quốc. Cái này là diễn hành Tết hay là cái này là chính trị? Rõ ràng chính trị phải không các bạn? Hình thứ năm, Nguyễn Hữu Chánh đang nhận một cái bằng tưởng lục của ông thị trưởng Charlie Chí Nguyễn. Nam quan đang đứng phát biểu, luật sư Nguyễn Quốc Lân đang đứng bên cạnh. Hình thứ sáu, thị trưởng Charlie Nguyễn Mạnh Chí đang cầm cái bằng tưởng lục viết tên Nguyễn Hữu Chánh. Trong cái buổi họp đó, lấy cái chủ đề của tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam đấu tranh để Việt Nam phải có bầu cử tự do. Đây là ông luật sư Nguyễn Quốc Lân đang nói với ông Nguyễn Hữu Chánh, đứng là như là phỗng phỗng đá, cầm cái bằng, cái bằng này thì mang vứt cái thùng rác làm cái gì? Thế nhưng mà đối với là dư luận thì đó là một tiếng vang. Đây là Charlie Nguyễn Mạnh Chí và Nguyễn Hữu Chánh đang bắt tay nhau. Thì trong đây tôi mới hỏi như thế này, có cả hai tổ chức này đều bị chính phủ Việt Nam lên án là tổ chức khủng bố. Và gần đây nhất, Liên minh Dân tộc Việt Nam có 5 thành viên bị bắt và bị tòa án Việt Nam xử phạt tù từ 8 đến 15 năm. Người nhẹ nhất là 8 năm, người cao nhất là 15 năm. Và đây là ba cái link, một cái link của đài VOA tiếng Việt, một cái link của Công an Nhân dân trong nước và một cái link của An ninh Thế giới cũng thuộc về Công an Việt Nam. Thì nhân nói về tổ chức Liên minh Việt Nam Tự do, tôi cũng có thắc mắc về thị trưởng Charlie Chí Nguyễn, Phó Thị trưởng Nam Quan Nguyễn và luật sư Nguyễn Quốc Lân, Giám đốc học khu Garden Grove. Đã trao một bằng tưởng lục cho ông Nguyễn Hữu Chánh trong một buổi sinh hoạt, xem hình 6 và 7. Phải chăng đã có một kế hoạch để kết hợp, hoặc chính những người này là những thành viên của Liên minh Việt Nam Tự do? Vui lòng cho biết thành phố biết chuyện trao bằng tưởng lục này hay không,
và đã được các nghị viên đồng ký tên hay không. Tôi nhớ không lầm trước đây, cựu thị trưởng Chí Tạ cũng đã làm điều khuất tất này và đã bị rút lại cái bằng khen. Sau đó thành phố đã ra một nghị quyết với tiêu chuẩn và thủ tục cho thị trưởng cấp bằng tiểu lục. Vậy sự kiện này có đúng hay không? Thì lúc nãy trả lời cho bạn Trần Hữu Phước là cái bằng mà trao cho diễn viên Ngô Thanh Vân lấy lại được không, thì họ chỉ lấy lại trên cái lý thuyết thôi. Thực tế thì Ngô Thanh Vân đâu có trả lại đâu. Ngu sao mà đi cái ra bưu điện trả lại. Cô vứt xuống cái cống thì cô trả lại làm gì? Tôi đọc tiếp. Về phó thị trưởng Nam Quan Nguyễn, ngoài việc ông vẫn ngoan cố dùng video trên kênh YouTube tấn công người dân, tôi muốn hỏi thăm ông hai việc. Việc thứ nhất, ông và ông Nguyễn Tiến Dũng đã gây quỹ cho một tổ chức tại Việt Nam. Vậy ông có giấy phép của Bộ Nội vụ tiểu bang hoặc chính quyền liên bang không? Một tổ chức này có tên là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và đã bị chính quyền Việt Nam xử án là một tổ chức tội phạm. Vậy tại sao ông đi gây quỹ cho một tổ chức tội phạm ở Việt Nam? Nếu không gửi được tiền về cho tổ chức này ở Việt Nam, thì số tiền ông gây quỹ đang được ai giữ? Bao nhiêu tiền? Và có báo cáo cho chính quyền hay không? Câu hỏi thứ hai. Trên kênh YouTube, ông đã bán các sản phẩm kỷ niệm của ông Donald Trump. Thì vậy ông có giấy phép được bán hàng không? Xin yêu cầu cung cấp giấy phép bán hàng. Và báo cáo tiền thu nhập và thuế tiểu bang và liên bang. Ông là phó thị trưởng thì hãy làm gương cho người dân chúng. Không ai được ngồi trên pháp luật. Phó thị trưởng không là cái gì cả. Hãy nhớ như vậy. Nhân tiện tôi cũng yêu cầu ông thị trưởng Charlie Chí Nguyễn là nguyên chủ tịch của Tượng đài Chiến sĩ Quảng Trị, Quảng Trị Victory Foundation, số đăng ký hoạt động C4669371 của tiểu bang California ngày 12 tháng Giêng năm 2020. Vui lòng công bố hồ sơ gây quỹ số tiền trên 286.000 đô la nay ở đâu? Vì tượng đài đã bị thành phố từ chối không cho phép xây cất. Và theo luật, ông phải trả lại tiền cho những người đã đóng góp. Trong khi chờ đợi sự quan tâm và quyết định của quý vị, xin Thượng Đế ban ơn cho mọi người và sức khỏe để tiếp tục điều hành tốt đẹp. Vâng, thưa quý khán giả, đó là lá thư tôi sẽ đọc vào ngày thứ tư này. Ngoài lá thư bằng tiếng Anh, tôi cũng có lá thư bằng tiếng Mỹ để cho người Mỹ họ họ đọc, hoặc là không có nhờ người khác, họ chờ người khác mà dịch ra thì nó mệt lắm. Nên dịch ra không đúng ý của mình.
Hà Dương lá thư nhà báo ngắn gọn chặt chẽ, tại vì sợ là ra ngoài đó nó lại cắt xuống còn có 3 phút, thành tôi nhắm rồi viết 2 trang đủ đủ đó, đủ những điều mình muốn nói. Nhưng mà tôi cái lá thư tôi gửi lên những nơi khác như là sở thuế, như là bộ nội vụ của tiểu bang, như là ông bộ trưởng bộ tư pháp của California và của Homeland Security, ra bộ nội an á, thì tôi viết đầy đủ hơn, chi tiết hơn. Còn đây viết là viết là dằn mặt tụi nó, thành viết đại khái nó đủ hiểu thôi. Thì ngoài ra còn có một tôi không biết cái video này nói gì, nhưng mà theo trong tác giả đây nói đó là bà Phạm Nguyên nói về Nguyễn Tiến Dũng bí mật, thì không biết các bạn có muốn nghe không, cả một cái này không biết dài bao lâu đây, dài bao nhiêu phút. Thì nếu mà ấy thì tôi phát luôn, tại vì chính chủ nhân họ gửi cho tôi, thành nghe tôi nghĩ rằng họ muốn nhờ phổ biến. Vâng, chú Anh Tuấn, 45 phút. Như vậy là quá 11 giờ. Vâng, tôi sẽ mở. Hello, xin chào cả nhà mình nhé. Hôm nay là thứ hai bên Mỹ rồi, lại bắt đầu là một tuần làm việc rồi. Sau đó là tới thứ bảy rồi tới chủ nhật, đúng không bạn? Là một đi làm thì cứ đi làm riết thôi, rồi tranh thủ lên chia sẻ cho các bạn vấn đề của là xã hội, ví dụ như là cuộc sống Mỹ cũng như là cuộc sống ở Việt Nam, những tin tức xã hội, những tin tức mà đang xảy ra, những vấn đề mà coi như là nổi cộm á, ví dụ như là những vấn đề của là nghệ sĩ rồi làm từ thiện rồi lừa đảo rồi trục lợi rồi ôi trời ơi đủ các thứ là trên đời. Thì Giọng này giọng mình có bà thể nói sơ Phạm cho bạn Nguyên một á, xíu về vấn đề này. Mình chào hơi ồ sếp ồ các bạn chủ nhiệm nghe sư có phạm rõ 2. Ủa âm thanh hô không ok, sao tiếp phạm là cho số 2 vậy? Âm thanh số 1 đúng không? Rồi âm thanh số 1 là ok rồi. Mình phải giới thiệu các bạn chút xíu sơ sơ về vấn đề của Uyên Phạm nha. Hôm nay thật sự ra đó thì mình mới biết được Uyên Phạm. Uyên Phạm thì lại cùng họ với mình. Lúc trước thì cũng là một người là ủng hộ cho bà Nguyễn Phương Hằng. Mình thì nói thật ra mình cũng Ồ, chẳng không ủng phải hộ là bà Nguyễn giọng Phương của Hằng, bà mà Phạm cũng chẳng Nguyên. có là phản biện, nói chung là những cái gì có trên báo chí thì mình nói ra thôi. Và Uyên Phạm cũng là một người bạn với là bà Nguyễn Phương Hằng đó. Rồi thì cũng là xảy ra lùm xùm vấn đề của Đan Nguyên về vấn đề những cái việc mà kim cương gì đó nha các bạn nha. Đó, nếu như các bạn nào ở bên Cali đó, thì các bạn cũng biết được đó, là Uyên Phạm Cảm là ơn là chưa A anh Tuấn. hai cũng là một chủ tiệm vàng KitKat và cũng coi như là có quen biết với giới nghệ sĩ rất là nhiều. Và thật sự quá bất ngờ hôm nay thì mình lại được nha bạn, được coi như là thấy xuất hiện trên Facebook của là Uyên Phạm với có cái nick rằng đây nha các bạn nha, đây là Uyên Phạm đây đó, mình sẽ giới thiệu cho các bạn, nhưng mà thôi để bây giờ chút xíu mình sẽ giới thiệu sau, bây giờ mình không để mất thời gian của các bạn và mình sẽ cho các bạn coi là chính miệng Uyên Phạm đã nói về vấn đề của là anh Nguyễn Tiến Dũng cũng như vấn đề của anh. Theo cái bóng ở trong này thì đây là hình của anh Tony Tony Phạm, mà sao giọng lại giống đàn bà quá nhỉ, giọng giọng giống đàn bà, tôi lại tưởng có giọng của cô Phạm Nguyên. Cái bóng ở trong cái hình này tôi thấy là
bóng hình của anh Tony Phạm. làm quan như thế nào. Rồi bây giờ mình không có nói nữa, và các bạn là cái clip này cũng hơi dài đấy, nhưng nếu như các bạn nào á mà có thời gian có thể nghe lại nha. Nhưng bây giờ thì mình không sẽ không nói nữa, và bây giờ để là cho Uyên Phạm nói. Uyên Phạm sẽ nói ra tất cả những cái gì từ Nam Quan, Tiến Dũng, ra những cái việc mà ở bên cộng đồng người Việt sống ở bên Cali đã phải làm những gì. Đây là một người đã từng sống ở Cali, và hiện tại bây giờ Uyên Phạm 257 đang sống người ở Cali. like, Thì bây giờ thôi, mình không có chào hỏi các bạn nữa nha, và bắt đầu mình cho các bạn coi là 2.300 Uyên người Phạm nói view gì trong nha. vòng Rồi 14 bây giờ tiếng. mời các bạn nghe Uyên Phạm sẽ chính thức nói về thâm cung bí sử của Nguyễn Tiến Dũng như thế nào. Mời các bạn nghe nha. Bây giờ mình mở lớn ra. Rồi rồi bây giờ nha, hình đẹp rất đẹp đúng không cả nhà. Rồi bắt đầu nghe đi nha. Từ từ đó, mình chỉnh cái chỗ này các bạn. Đây đâu rồi, để mình Đây chỉnh là cái, hình hình mình của tắt cái Tony tiếng bên này Phạm đi cho này. đáng nha. Để mình tắt cái tiếng bên này đi đáng. Từ từ các bạn ơi. Rồi tắt tiếng bên này, mở tiếng lên. Ok bên này nha. Rồi cô Yên Phạm ơi, hồi xưa tôi với cô cũng có chuyện sinh bích đây. Rồi bây giờ cho bạn nghe Yên Phạm nói gì nha. Rồi nói đi cô. Các anh chị có biết hồi trước đây cũng vậy, nó kêu từ kêu em hơi là họp báo ok. Một lần hôm sau TV bảo em họp báo, ok em họp báo. Các anh chị biết không, mỗi lần em họp báo là coi như là em phải bỏ tiền đó nha. Một lần họp báo từ 3.500 cho đến 4.000 đô. Họp báo là gì? Họp báo để mà nói lên cho cộng đồng đó, và những chủ tịch cộng đồng hay là những ông tai to mặt lớn ở đây, để mà biết là một cái doanh nghiệp bị đánh phá. Nhưng mà hoàn toàn không có sao đâu anh chị ơi. Cộng đồng ở đây là chỉ có quyên góp từ thiện là nhanh nhất, tại vì em cũng có cho từ thiện đó. Những cái em, cái tính của em đó, các anh chị biết là cho mình không có mong nhận lại, và mình cũng không cần cho ai biết hết. Mình chỉ muốn người ta đó là nhận những cái gì mà người ta làm cho đúng thôi thì mình cho đó. Cho nên đó, mình có bỏ tiền ra, mình có gào hết, hay mình có van xin, hay mình có cầu kiếm, thì cộng đồng mà chống chọi ở đây thì rất là mạnh, rất là mạnh mạnh lắm. Tại sao để còn quyên góp được những cái tiền từ thiện đó. Còn phụ nữ mà bị cái gì hay là sao đó, trời ơi, người ta không có đâu, người ta không có nhiệt 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 Tôi nhiệt gửi tình cái đâu, link lên cho các bạn nhiệt xem, nhiệt các nhiệt bạn có thể lưu về. cái hình đó. Các anh chị chờ em một chút xíu nha. Đó. Trước khi em nói thâm cung bí sử của ai đó, là em phải nói cho nó rõ ràng, nó có sắc, nó có chứng, hình ảnh đâu đó rõ ràng. Cái nhiều khi gọi em ra giống như cái bà Tina Quắt đó, đấy, bà gọi ra bà đem dẫn ông chồng bà hai cái bà còn hăm dọa em thêm, còn em bỏ tay luôn, hăm dọa em ghê chứ. Thì cái này á, là một cái video mà nó là tên là Nam Quan USA, nói về cái như là Nam Quan Tín Dũng live về, nói về Phương Hằng, Uyên Phạm và Đan Nguyên. Đấy, cái này nè. Anh này anh mặc cái bộ đồ lính Thế đó. là Cái hình này là cái anh này anh Nguyễn Tín Dũng rồi nè. Anh mặc cái bộ lính. Mà em Nam nhìn cái Quan bộ Tín lính Dũng này á, thì anh nói nhìn về thấy Phạm là chú Nguyên Thủy ghê nói nha. về Chú Nguyễn ý Phương là Hằng. chú Thủy đó, chú Thủy đó. Các anh chị biết chú Thủy đó. Cái mặt anh vẫn điện thật đó chứ, của điện đó. Nhìn mặt anh Tiên Dũng này cũng có cái nét của điện nè, đúng không, của điện nè. Rồi mặt cũng mặt này cũng dân gian nè. Rồi mặt này cũng hơi bị đó, đúng chú điện đó mọi người. Các anh chị, em thấy là giống như với chú điện nè, của điện đó. Đúng y chú ỉ vậy đấy, mặt rất là đều đều cán. Cái mặt này á, thì bạn bè của em ở bên Việt Nam á, mà thường biết mà của ỉ này á, là cũng một thời là chỉ thích trái thôi, đâu có thích bánh bèo. Và những người bạn của em ở bên đó nha, những người bạn của em là rất là thân đó, LGBT á, thì nói chú ỉ này là chuyên đấy.
Anh sẽ bốc cứt cho chú mấy cái đó rồi thì khi nào đi rồi anh tùy tùy lòng hảo tâm khi anh gặp ca sĩ Trang Nguyên tùy lòng hảo tâm đi ha anh ha. Còn em sợ lắm, em sợ quá. Thì cái anh Tiến Dũng này nè, anh trên đây anh có phân tích giải thích cho đừng cho ca sĩ Đan Nguyên hay là phân tích gì về cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng á. Đây anh Nguyễn Tiến Dũng của chị đây nè, đó em nhìn thấy anh đúng y là chú của chị á. Ủa thì thấy không, chắc chắn với lại các anh chị là chú Tiến Dũng này không phải là hai hệ mà nó là đa hệ, chắc chắn là phải là đa hệ. Tại vì nhìn cái khuôn mặt này của anh, cái miệng này của anh nè, nó cái miệng rất là điệu đàng, cái miệng mà điệu đàng, vừa điệu đàng mà vừa cái kiểu là biến biến mà thú thúi mà biến thúi đó. Đó chắc chắn là cái mặt này rất là biến thúi, cái mặt này á là biến thúi coi như là đúng. Nếu mà mặt này, cái mặt Nguyễn Tiến Dũng này mà nhờ đến chôn bốc cướp cho anh chôn bốc cướp này. Dạ báo chưa xem cái video này nhé, bây giờ xem cùng với các bạn này. Cái sâu cướp đó thì em nói hơi hơi dơ nha, tại vì nãy em không chôn bốc cướp hỏi thì em có cần. Có cần không? Thì các anh chị biết không, cái hôm mà ảnh lên cái này, ảnh nói chuyện cái này là em thấy là hơn 1 năm rồi. Đó, các anh chị cũng hơn 1 năm. Rồi em cũng im lặng, em chờ cái sự tử tế. Em sợ cái tử tế thì em có gọi cho anh Nam Quang. Em gọi Nam Quang đây. Em mới có đụng chạm gì với lại Nguyễn Tiến Dũng nè, em không biết nè. Và em cũng không có thằng không này nó đụng lại rồi, nó đụng tới cái bà này, bà Trần Anh Trăm Quấn này chết rồi. Mà tại sao Nguyễn Tiến Dũng lại lên trên đây nhắc lên bốc phốt em ở trên đây, nói em á là bốc phốt em á là bán đồ giả cho kim cương cho ca sĩ Đan Nguyên, và đâu đó là cũng là loại giống như bà Phương Hằng, loại gì anh Nguyễn Tiến Dũng anh nói tôi là loại gì tôi chẳng biết, anh nói tôi là loại gì, nhưng mà theo như tôi đánh giá chết mặt đục đấy hả bà này là chết này thì anh biết mà, thường thường phim sách á thì người ta ví là gì, phim con heo đúng không? Đó, từ phim sách đó, là người ta sẽ ví là gì, người ta gọi là phim con heo. Thì anh là được nhân vật là giống luôn, nhân vật của anh em bảo đảm luôn, cái vật của anh ở trong nó cũng y con heo luôn, mà đại khái là giống con heo thì anh biết đó là chơi cái kiểu gì cũng được hết, đĩ được cũng được, gái già cũng chơi, trẻ anh cũng chơi. Gái già cũng chơi, trẻ cũng chơi. Rồi trai già anh cũng chơi. Trai già cũng chơi luôn. Anh thích là cái dạng mà anh rất là Chính Dũng đó là bóng này. Mà em không biết luôn làm sao luôn, em cũng là phụ nữ á, mà em phí phụ phí cho cái bà búng bò huế ở đây quá. Mà cái bà búng bò huế ở đây á, bà cũng là một cái dạng mà chắc cũng như là dâm nhân đó. Đó, cho nên bà mới chịu lòng ăn những cái Dũng này. Em nếu mà một người đàn ông ở bên cạnh em á, chút kiểu biết không, mà cái kiểu mà nó kiểu dâm dâm đẳng đẳng như vậy ha, mà ra ngoài mà cứ chuyên lên ngồi lên, anh này sống bằng cái nghề mà giống như là gặp ai cái drama nào đó anh ta cũng lên dạy đời cho người ta, nhưng mà anh này á chưa có thấy quan tài, chưa có độ lệ, anh nghĩ là anh qua đây anh bỉ miệng bỉ môi bỉ lưỡi này nữa đó. Anh đây là bỉ miệng bỉ môi bỉ lưỡi luôn, thay vì cái miệng của anh á là anh vừa hát rồi anh sử dụng luôn á, là anh dùng sử dụng luôn á, làm cái miệng dưới luôn đó các anh chị, thay cho cái miệng dưới luôn á là anh miệng anh Tiến Dũng này. Các quý vị có hiểu ý của em nói không, là cái miệng anh em ví anh á là dùng sử dụng luôn bằng giống như cái miệng dưới luôn, ý hay cái miệng dưới, mà cái miệng dưới của anh hát bằng cái miệng dưới là anh nghĩ anh sống nhờ cái đó. Miệng này là miệng, nhìn cái miệng mà biết là
thiệt á, xấu hổ quá, xấu hổ thật luôn. Anh không biết, anh rút ở đâu đó, anh làm sao mà anh đủ tầm, không biết làm sao mà anh những cái vốn này đủ tầm để mà lên bốc phách cái chuyện của ca sĩ Đan Nguyên, bị bận cái băng của ca sĩ Đan Nguyên được rồi. Hay là chắc là có thể là anh là nghệ sĩ, nghệ sĩ binh cho nhau. Hay là sau cái mà anh sử dụng những cái hình ảnh, những cái drama của bà Phương Hằng rồi, tên của tôi thì có thể là anh kiếm được nhiều tiền. Hay là từ ngày mà anh... thì đúng rồi, cái miệng đó là miệng trời, hát vừa hát vừa thổi kèn vừa sử dụng mà miệng dưới luôn đó. Tony Phạm nói đúng á, mình không quan tâm Uyên Phạm lừa đảo gì ở Việt Nam. Nhưng nói về Tiến Dũng thì mình chia sẻ giống nhà báo cũng vậy luôn. Với lại các bạn trai, cái microphone ở dưới đó thì anh chơi được các bạn trai. Còn mà cái miệng ở trên á, cái miệng ở trên của anh á, thì anh chơi được cho mấy chị sồn sồn, già già, dâm dâm á, dạng giống như là chị bún bò Huế đó, bún bò Huế mà quán đi lên đó. Chị đó, chị có cái ánh mắt rất là tò mò, lạ lắm. Hôm đó em có một người bạn nó vô thử, vô trong cái ngự bình đó, vô ăn thử. Nhưng mà thay vì bà chủ thì phải ra, đúng không, bà chủ một cái loại mà gọi là loại mà cái kiểu như mà loại bờ bèo này á, thì không có biết tiếp khách đó. Mà ra đó thì không dám ra, không nhìn mà đứng từ xa nhìn em. Nhưng mà nhìn lén, quý vị, em ghét nhất là cái loại đàn bà hay đàn ông mà nhìn lén. Nhìn là phải bốn mắt phải nhìn nhau, biết không, một là mình chào họ, mình cười, đó là tình đầu tôi. Còn bên người ta đi vô quán của mình ăn có nghĩa là khách hàng rồi, người ta ủng hộ. Chị này nói chuyện không hay bằng anh Tony. Tôi thích anh Tony nói chuyện hơn. Vậy mai tôi sẽ kiếm video của Tony. Đấy, đó là một người lịch sự. Còn đây là chị này giống lắm đấy. Lần trước đi sinh nhật gặp em cũng vậy. Ngồi cùng bàn nói cái chuyện sao đó, không biết nữa hôm đó làm sao đó là... Ủa, có MC Đỗ Thanh ở trong này nữa. Ngồi cùng bàn với em, hai anh chị ngồi cùng bàn với em. Mà em không biết là người đó là người nổi tiếng mà thích drama nữa. Tức là từ cái ngày gặp em, tức là bắt đầu anh ta về, anh ta lên một bài anh ta nói về em vài câu thôi, chứ không dám nói nhiều. Anh mà dám nói anh nói nhiều thì hả, đủ tầm đó thì như anh ấy, thì chắc em nghĩ là em cũng tiễn anh ra một vé ở ngoài ngoài tòa án rồi. Đúng, người đàn bà không có tự tin đó. Một người đàn bà mà lấm la lấm lét để đi mà chơi dạng mà người ta nói là chơi gì nhỉ, chơi mỹ đực á đó, thì không bao giờ mà dám nhìn một người bằng mặt tử tế đâu. Cái ánh mắt của người tử tế họ nhìn vô đó là nghe nhiều đó. MC ghê á, bữa nay MC Ánh Nguyệt nè, MC quá trời, cả chục MC ngay ngoài hàng rồi mình rồi đấy. Thấy chị nhìn mình nhìn lên là thấy chị nhìn chắc mình giống như là mình nhìn lại cái chị giật mình, chị giật mình cái chị thuộc lại cái tí thì mình ăn MC cũng, Bích Hằng Loan nhận được lên chị cũng thấy mình, chị nhìn một cái ánh mắt mà xa xăm á, cái không biết là chị có gọi cho ai không, nhưng mà chị nhìn thấy mình xong rồi bắt đầu là chị có thể là có gọi cho ai đó, cái ngày hôm đó có gọi cho ai đó, chắc có thể gọi cho Nguyễn Thiên Dũng hay là ai đó. Thấy bà Uyên này bà vô đây đó mà ăn trong nhà hàng mình thì sao đó, tại vì em nhìn cái ánh mắt mà lấm la lấm lét như vậy, quý vị sẽ biết là chắc là tò mò hay là cái gì đó để mà thông báo cho đồng bọn hay gì đó. Thì thật sự là bà cũng có đồng bọn đó, thì đồng bọn của bà là ai, là bạn thân của bà là Ivy đó. Ivy mà vừa rồi mà gặp em, ví dụ mà cái vòng 4.000 mà lấy của em 1.000 trước đó, quý vị, đó là bạn thân nha, rất thân luôn, thân lắm, còn thân lên đó là Ivy bà em mà thôi chị dễ thương lắm, đi đừng có thư gửi cho em, tại vì em có sai rồi luôn, em bà em không thích em khi trang em cũng không muốn là chính phủ họ phải tốn tiền cho những cái người mà phức tạp này đó. Mình là công dân tốt thì mình phải làm sao, mình phải luôn luôn là mình phải ủng hộ cái gì, là mình là một công dân tốt thì mình đi tìm những cái mà
tử tế nhất để mình xử lý cho chính phủ bớt bớt tội phạm đi đấy, nhưng mà người ta không có sức tử tế, người ta không có. Thì em nhắc lại một lần nữa là em có gọi, em rất lịch sự có gọi cho Nam Quang, là Nam Quang là nhắn có nhiều khi là Nam Quang em cũng không phải là gọi nữa, mà lâu lâu Nam Quang cũng hay nhắn tin cho em, hỏi là ở Uyên khỏe không, đúng nó là bóng thế nào đó thì sao như thế, thì em cũng chỉ trả lời đơn giản là em khỏe. Tại vì Nam Quang cũng mời em lên trên cái chương trình của gì đó phát show và ngồi với lại lĩnh vực vực rượu này nè, hay là đó đa hệ được quyền đa hệ vĩ này nè đó, thì em có lên, em nói không em có lên đâu, em có nhu cầu để mà lên, mà em muốn nói chuyện với anh, em nói là em muốn nói chuyện với anh là cái người partner với anh ngồi bên cạnh anh á, tại sao á là em đụng chạm gì em không có liên quan gì mà tại sao đi lên trên YouTube đó. Thì Nam Quang có nói em là ủa vậy hả, cháu làm ra làm YouTube mà không nhớ là mình đã làm gì, mình đã xúc phạm đến ai, không nhớ luôn. Cái Nam Quang có trả lời với em là ồ vậy hả, để anh về anh nói, anh cũng kèm cặp, nói chung là Huy cũng nói là Huy kèm cặp người tín dụng, nói chung là cũng nhiều lần lắm rồi đó. Chứ Tiến Dũng là ý Nam Quang nói là Tiến Dũng là người là hay nói những cái chuyện tào phào đấy như vậy đó các quý vị, nhưng mà Nam Quang nói là Nam Quang là kèm cặp lắm rồi đó, là Tiến Dũng bớt rồi đó, chứ còn không phải Huy còn nói gì còn ghê nữa đó. Rồi Nam Quang trả lời với em như vậy, thì khi em gọi như vậy có nghĩa là sao, em đã cho cơ hội đó Nguyễn Tiến Dũng, tôi cho anh cơ hội là anh bớt, anh câm bớt cái miệng là bị xúc phạm phụ nữ đi. Tại vì cái thành phần phụ nữ của thành phần của anh đó, nó không có hợp với phụ nữ như chúng tôi. Tại vì phụ nữ chúng tôi là làm sao nuôi con và làm và biết chỉ chăm lo cho gia đình và sống tử tế với xã hội, anh hiểu chưa? Chứ tôi không có vâng, thưa các bạn chuyện, anh là cái nghề đi kiếm chuyện nè, anh dùng tôi gửi cái link lên để các bạn có thể vào trong đó nghe tiếp. Đó. Ngày mai tôi sẽ đi vào trong cái kênh khác. Bằng hai cái đó. Bởi vì cô này nói nó không có đầu có đuôi, không có hấp dẫn, phải nghe nó nghe thức khuya để nghe cũng không và bây giờ cô mới được có 20 phút còn tới 25 phút nữa thì quá dài. Vâng, xin phép chào tất cả các bạn, tôi ngưng cái video ở đây. À, các bạn vào trong cái link các bạn có thể nghe tiếp nha. Cũng nhân tiện đây thì Trần Hữu Phước đại ca ra buổi họp thành phố thật sớm, đổ keo dính lên ghế Nam Quang cho hắn không đứng lên trốn được. Thứ nhất là mình không thể làm được cái chuyện như vậy, làm như vậy mình sẽ bị bắt và bị ghép vào cái tội là phá hoại công cộng. Thứ hai là thành phố không cho vào sớm, 7 giờ họp thì 6 giờ 45 mới mở cửa, mà khi họ mở cửa thì đã có cảnh sát và có rất nhiều người rồi, thành ra không làm được chuyện đó. Cảm ơn chú Anh Tuấn và cảm ơn tất cả mọi người, và chúc mọi người những giây phút còn lại trong ngày vui vẻ và buổi tối bữa cơm tối ngon lành hơn. Và quý vị có thể vào cái link đó để nghe tiếp câu chuyện. Mai tôi sẽ điều tra thêm về cái vụ này với lại anh Tony Phạm. Tony Phạm thì ở bên Houston chứ không ở bên Cali. Mà không thì chắc là đã được phép của cô Phạm Nguyên. Thì tôi đồng ý với lại Tony Phạm. Tôi không cần biết chuyện quá khứ của cô Phạm Uyên có những cái xấu cái tốt, mà tôi chỉ biết là cô nói rằng cô đã nói về giải mã về Thâm Cung Bí Sử Nguyễn Tiến Dũng, thành ra tôi vào tôi nghe, nhưng mà nghe từ nãy giờ tôi cũng chưa biết cái Thâm Cung Bí Sử nó là cái gì. Vâng, cảm ơn Hà Dương và xin hẹn gặp lại các mọi người vào ngày mai.